Tối ngày 1 tháng 8, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương xác nhận đã bắt được nghi phạm sát hại nam thanh niên bằng hàng chục nhát dao vào ngày 31 tháng 7 tại thành phố Thuận An. Sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự đã phối hợp với Công an thành phố Thuận An, Cục Cảnh sát Hình sự và Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Tiền Giang truy bắt nghi phạm gây án. Bước đầu, các nghi phạm khai nhận tên là Nguyễn Thành Thông, sinh năm 2000 và Lê Thị Mỹ Anh, sinh năm 2006, cùng thường trú tại An Giang. Theo lời khai của hai đối tượng, vào rạng sáng ngày 31 tháng 7, với ý định cướp tài sản, Thông và Mỹ Anh đã dụ anh Ca, sinh năm 2001, quê ở Hậu Giang, đến bãi đất trống trên đường Thuận Giao 25, phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, để sát hại và cướp xe máy. Sau khi giết chết anh Ca, hai đối tượng lấy xe máy bỏ trốn về miền Tây. Khi đang trên đường bỏ trốn thì bị bắt.